nghĩa là chị vẫn làm những gì con lên nhưng mà chị vẫn muốn bỏ công ty. Nhưng mà mấy cái anh không biết gì cả. Nhớ cái đợt hay là tên cuối là chị có xét áp đạo những chỗ bộ báo cáo mới sau này hôm nay. Thank you.
chưa, tình cũ tích cực chưa, và nói quá trời nói chuyện cuối cùng không ra, và chỉ biết là điện lời cái về chỉ cái đất gì mà chưa có kết quả. Ngày nay cái gì biết mà cho nên là đi xong rồi thì đó là mà nó chỉ muốn con ăn cái chuyện này đâu, tiến có được này tiến không không được đủ không xong chưa đủ một lần mà con rất khó rồi. Nãy chị nói thì chị nói là buổi rất mong từ từ lại để đợi
thì mong là những bài học. À, đến của bảo tư đợt phim trời ơi đóng liền thợ quản đóng cho chị là chị sẵn sàng là chờ tới được cái nghề cái nghiệp của mình mà chứ tính thì không bao giờ có nghĩa mình đủ được có một đối tượng làm đặt cái cơ mà chị sợ người ta không làm được việc con chứ trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng mà không có trọn vẹn với hai người mấy rồi biết không biết là không có gì riêng cái này thật khó trả lời ai biết nổi bọn mình qua nói chung là rồi bị nó không như gì xa luôn đấy. Nên mà chị nghĩ là chị sau này ai nó nhỏ tuổi thì chị nhìn mới nó thôi nhìn được cái gì đời hơn mình được bộ qua khoảng cách tuổi tác để mà nhớ đến cái việc mà có chị tai á thì chị có về cái này hiểu yêu và yêu sai cách là hai tai của con có nghĩa là thế nào là yêu không đúng cách và thế nào là yêu sai chuẩn, bởi vì chỉ được cái từ hoài cái câu là tình yêu đủ lớn thì cái gì nó cũng đúng mà cái gì nó cũng đúng chứ còn nào đã thì nó không đủ lớn cái gì nó cũng sai. Nhưng mà cái điều chị nghĩ với anh ấy cần và điều thật sự anh ấy cần không phải là hai cái đương nhiên sợ cho nên là mình nó không có chạm được cái chết. Chị Minh Kiều từng thế là thích chia sẻ với nhau. Chị vẫn quay trở về bên chị đúng không ạ?
thì thời điểm đó thì bắt buộc là phải như vậy thôi. Với lại thời điểm đó mà nếu mà chị quay lưng đi thì không có được, lại chị nói lúc đầu ai quay lưng đi ổng bạn bè giả thì cần về tổng số điện thoại hết rồi nếu mà chị đi diễn thì cứ ba năm
chưa còn nghĩ mình chụp con nhiều quá vậy có chuyện buồn là tin chuyện con xếp nổ bên xe nào mà biết xếp của mình để mình khóc quá khóc trong nhân vật á khóc xả luôn xuống chắc tiền bị thôi được thì cô đào thải mình là người kiến này mới gì có nè cho nên nha chị hay tự nói giống như vô những kiến bánh tạo cái gì ở trong tình cảm thì mỗi lần em thấy sao sao đủ gì à, cái điều này chị thích yêu hơn thích là tình hơn là nếu mà người tình mà người người cũng chính thức có nhà chứ không phải là kẻ thứ ba chị thích rồi chị không thích đám cưới chị không thích là đẻ con để con nếu như nếu mà chị còn trẻ cũng để đẻ những cái gì mà chị thích là làm tình yêu gì đó rồi sống như kiểu vợ chồng cũng không bao giờ gọi là cái đám cưới.